Tuyết Nhung sau khi nhận tin vui từ bà chủ Thúy Nga thì cũng đã có một cái thông báo là em hiện tại đang ở trong viện và mong mọi chuyện sẽ được diễn ra suôn sẻ. Nhưng mọi người đã biết thì trong thời gian vừa qua thì Tuyết Nhung đã gặp được rất nhiều cái may mắn trong cuộc sống. Tuy nhiên mà trong khoảng thời gian tới đây thì hôm nay thì Tuyết Nhung có chia sẻ với các thính giả rằng em đang ở trong viện và không biết lý do, là chắc chắn là lý do vì sao mà em lại có những cái đăng tải như thế. Thì khán giả có thể đồn đoán rằng là có thể là mẹ Tuyết Nhung hoặc là Tuyết Nhung đang thực hiện một cái chương trình, một cái phẫu thuật hoặc một cái việc điều trị nào đó sẽ phải liên quan đến viện. Nhưng mà hy vọng rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ để Tuyết Nhung sắp tới thì sẽ có rất nhiều show và rất nhiều những cái đêm nhạc mà em cần phải chuẩn bị đầu tư rất nhiều về sức khỏe cũng như là cái hậu phương vững chắc để em có thể yên tâm thực hiện những cái chương trình âm nhạc đó. Đôi tay ăn chay sừng vì lo đám cưới ngày mai, buồn thao thức cả đêm nhìn anh em xót trong tim. Vì anh lo em thì thôi, vì anh lo thiên hạ cười, rồi họ hàng ngày bên người ta dòng trước ngó sao. Biết thương nhau đời có nhau có sao, nhà tranh vách lá đâu sao, thì lo chi anh phiền lòng, vì thương anh em bằng lòng, cầu muối mặn gần cay cầm tay ta sẽ tất cả biến đâu. Nếu lấy chồng giờ chồng sao Trung tâm Thúy Nga thì hiện nay hân hạnh giới thiệu live show Paris by Night được trực tiếp thu hình với chủ đề Bolero và em, với tiếng hát của những ca sĩ ở nhiều thế hệ mà quý vị yêu mến, một chương trình chắc chắn không thể bỏ qua và sẽ được diễn ra vào ngày Chủ nhật 25 tháng 8 2024 tại Mỹ. Mọi chi tiết sẽ được liên hệ với Trung tâm Thúy Nga. Live show Paris đã nhận ra được rằng trong đêm nhạc rất đặc biệt của Paris by Night, Trung tâm Thúy Nga có sự tham dự của Tuyết Nhung và Thiên Ngân. Trong bìa poster mới, trước đây thì có cả Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Quỳnh Trang, tuy nhiên là bản cập nhật gần nhất thì chỉ có Tuyết Nhung và Thiên Ngân. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có gửi những lời chúc mừng cảm ơn đến Trung tâm Thúy Nga và chúc mừng Tuyết Nhung và Thiên Ngân, và xin khán giả thì có nói rằng là quá tuyệt vời, xin chân thành cảm ơn Trung tâm Thúy Nga. Mong một ngày không xa thì cặp đôi Tuyết Nhung và Jack Long sẽ được nhận hân hạnh có mặt trên sân khấu của Trung tâm Thúy Nga để khán giả phương xa được thưởng thức những cái bản tân cổ một thời thương nhớ, căn nhà màu tím của cặp đôi huyền thoại Phi Nhung Mạnh Quỳnh. Rất đông khán giả luôn hy vọng mong chờ và vô cùng biết ơn Trung tâm Thúy Nga. Đây cũng là một điều mà hạnh phúc không nói lên lời, vì đây là một trong những tin vui nhất sau hiệu ứng thành công vừa qua thì Tuyết Nhung và Thiên Ngân đã đạt được những cái thành công nhất định trong cái sự nghiệp của mình. Tháng 10 nhìn lại những cái chặng đường của Tuyết Nhung và Thiên Ngân đến với Paris by Night thì đó là một kỳ tích rất lớn, mà trong đó là cái sự nỗ lực của các em không ngừng trau dồi rèn luyện. Và trước những cái đêm nhạc mà Tuyết Nhung và Thiên Ngân Quỳnh Trang đã diễn ở Paris by Night ở Thái Lan thì có nói rằng là các em vô cùng hồi hộp khi mà đứng trên một cái sân khấu lớn hàng nghìn khán giả chuyên nghiệp như vậy. Tuy nhiên là các em đã có được cái sự tập luyện chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng chắc chắn để có thể đem một đêm nhạc được quay hình trực tiếp vô cùng thành công đến như vậy. Quay lại vào tháng 12 năm 2021, Tuyết Nhung cùng với Quỳnh Trang và Thiên Ngân thực hiện thu hình MV ca nhạc Mẹ Về Thiên Thu với sự hỗ trợ của nam ca sĩ Ngọc Sơn, và MV đã được công chiếu trong chương trình Paris by Night 132 Xuân Với Đời Sống Mới. Vì không thể qua Mỹ để kịp tham gia thu hình trực tiếp nên chỉ có những hình ảnh
của các em xuất hiện trong chương trình. Trước đó thì vào ngày 25 tháng 11, Tuyết Nhung phải nhập viện vì mắc bệnh viêm dạ dày. Tháng 9, ngày 9 tháng 1 năm 2022, phim ngắn Mẹ Về Thiên Thu với Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiên Ngân thủ vai được chính thức đăng tải trên YouTube của Trung tâm Thủy Nga. Tối ngày 16 tháng 3, Tuyết Nhung xuất hiện trong đêm ra mắt album Tụ Cười Của Anh Còn Mãi do Don Hồ và Phương Loan thu âm. Và vào giữa tháng 5 thì Trung tâm Thủy Nga xác nhận rằng Tuyết Nhung và Thiên Ngân sẽ có mặt trong chương trình Paris by Night 133 Nguyễn Ngọc Ngạn The Farewell. Tuy nhiên trước 3 ngày thu hình, Trung tâm thông báo rằng Thiên Ngân không thể góp mặt vì lý do trượt thị thực sang Mỹ, nên chỉ có Tuyết Nhung là người trẻ tuổi nhất tham dự trong chương trình này. Ngày 2 tháng 8, Tuyết Nhung có mặt trong lễ tang của cố giáo sư Tô Văn Lai trước khi về Việt Nam tiếp tục trình diễn. Năm 2023 thì Trung tâm Thủy Nga công bố sự xuất hiện lần đầu tiên của bộ ba Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiên Ngân trong sự trực tiếp trên sân khấu Paris by Night trong chương trình Paris by Night 136 tu hình tại Bangkok, Thái Lan. Đây là một trong những thành tựu rất là lớn đối với các em và nó đánh dấu được cái sự trưởng thành của các em nhiều hơn trong âm nhạc, nhất là ở những sân khấu lớn. Paris by Night là một trong những sân khấu mà rất nhiều nghệ sĩ ao ước mong mỏi được đứng trên sân khấu đấy một lần, trong nhất là những cái nghệ sĩ theo dòng nhạc bolero dân ca trữ tình như Tuyết Nhung và Thiên Ngân, và nhất là đối với những ca sĩ trẻ phải có vinh dự rất lớn mới đã được tham dự như vậy. Và những cái ca khúc mà Tuyết Nhung, Thiên Ngân tham gia vào những cái chương trình này thì nó là một trong những cái điều mà nghĩ thành tích mà các bé đã đạt được rất là nhiều. Ở số Paris by Night số 132, tên phần trình diễn Mẹ Về Thiên Thu được Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiên Ngân thể hiện với phần trình diễn đánh dấu sự lần hình ảnh đầu tiên của các bé ở trên sân khấu Paris by Night. Tác phẩm thứ hai gây nên nhiều cái chấn động và ấn tượng đó là Tân Cổ Giáo Duyên Kiếp Tầm Của Mẹ được trình diễn cùng với ba Mạnh Quỳnh. Hình ảnh và giọng hát của Phi Nhung cũng được tái hiện trong cái phần trình diễn này và để lại rất là nhiều những cái chất lượng cũng như giá trị lớn đối với Tuyết Nhung đối trong chương trình, trong cái hành trình âm nhạc của mình, đánh dấu cái sự phát triển của em rất là lớn. Và đến Paris by Night 136 thì hai tiết mục đánh dấu sự trở lại của Tuyết Nhung, Quỳnh Trang và Thiên Ngân đó là bài Cánh Hoa Rừng và Chiều Lên Bản Thượng được thể hiện bùng nổ trên sân khấu Paris by Night 136 ở Thái Lan năm ngoái, tạo nên một cái sự hiệu ứng âm nhạc mà đến bây giờ khán giả vẫn còn nhớ, vẫn còn xem lại những cái chương trình âm nhạc đấy. Thì hy vọng rằng bộ ba Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Quỳnh Trang sẽ có một cái màn trình diễn vô cùng đặc sắc ở Paris by Night Bolero và em sắp tới vào tháng 8. Các thính giả hãy cùng theo dõi để chúng tôi cập nhật thêm nhiều thông tin chính xác hơn nữa. Đôi tay ăn chay sừng vì lo đám cưới ngày mai, buồn thao thức cả đêm nhìn anh em xót trong tim. Biết thương nhau đời có nhau có sao, nhà tranh vách lá đâu xa.